Alo, thân chào anh em, chào tất cả mọi người. Thì hôm trước mình đi có đi ve chai mua được cái bóng đèn này nè. Sau khi mình tháo ra mình kiểm tra thì mình thấy nó như thế này nè. Có một cái điều đó là cái chân này là nó đã sứt mất tiêu rồi. Chắc có thể là lý do này mà cái bóng đèn không cháy nè. Và nó đã mất tiêu hai bên này rồi. Mình cà cà ra thì thấy ở chỗ này nó có một cái ánh đồng nè, có nghĩa là mình có thể hàn được. Và mình sẽ quyết định làm một công việc, đó là mình sẽ hàng hai thằng này vô, bẻ hai thằng này vô đây thử coi nó có cháy không ha. À, bây giờ mình sẽ quyết định làm. Và biết đâu nó hàng vô rồi nó cháy thì sao. Bởi vì trong quá trình mình nhận thấy các con led của nó không có con led nào bị hư hết trơn á. Con led nào thấy nó cũng còn bằng mắt thường thôi nha, hên xui thôi. Thì dự đoán vậy và mình sẽ tiến hành làm. Đồ ve chai mà, làm được thì ok, không được thì mình cho nó về với ve chai tiếp, có gì đâu. À, bây giờ mình sẽ tiến hành làm thử nha quý vị. Làm thiệt chứ làm thử gì. Đây, mình sẽ lấy cái bảng mạch ý, à, đúng rồi, cái bảng mạch, tính nói cái bảng mạch. Cái bảng mạch không phải, đó là cái dụng cụ thần thánh của mình ra mình làm. Đây, cái này bắt vô. Đó, ngon lành ha. Rồi, mình sẽ tiến hành làm nha quý vị. Mình sẽ hàn có một cái miếng chì ở dưới này trước. Đấy. Hy vọng nó sẽ dính. Ăn chì. Không ăn mình cũng phải bắt nó ăn nữa. Đó, có chì rồi đó. Tương tự đây cũng vậy. Đấy. Trên này mình sẽ cho nó một miếng chì. Dính vô đi cưng. Đây cũng vậy. Đây. Rồi mình sẽ đó là bẻ nó qua, lấy cái kìm mỏ nhọn mình sẽ bẻ nó qua, tháo ra trước đi, từ từ, khúc này mình làm từ từ nha, cẩn thận nha, gãy cái rồi luôn á, rất là cẩn thận nha, bẻ nó qua. À, bây giờ không được thì mình lấy cọng dây mình hàn nó lại thôi. Ờ à, ha, mình lấy cọng dây mình hàn đi, bẻ ăn lát nó gãy luôn cái báo nữa. Mình thì làm cái gì không có được, nói chung là không có được sắc sảo gì lắm, nên mình lấy cọng dây đồng đi. Cắt hai khúc dây đồng đi rồi mình sẽ là hàn nó vô. Đấy. Ok, một cái đầu. Mình sẽ xi chì nó trước cái đi. Làm từ từ, đừng gấp, đừng gấp. Đây là cái quá trình ê, chết lét cái báo nữa. Ơi cái cục chì quải cả trưởng này chứ, rồi dính luôn đây. Vô tình dính luôn rồi. Rồi chập vô đây. Rồi tình nữa nha, hàng mắc ói gì đó. Dính chưa ta? À dính rồi. Bây giờ mình sẽ ghim điện vô coi. Giờ mình sẽ thành quả của nó được như thế nào đây nha. 2, 3. Oh my god. Oh my god. Cái gì thế? Không ngờ luôn á. Dự đoán của mình là như thằng luôn. Ha ha ha. Cha mẹ ơi, con nó làm được rồi. Đây nè.
nó xuất ra rõ ràng. Mình hàng vô cũng được đẹp, nhưng mà nó đã sáng đèn rồi. Quan trọng là nó đã cháy rồi nè. À. Diêm điện vô. Đó. Bóng đèn này sáng kinh luôn á. Mà nói giờ mình đi mua bóng đèn chứ chưa có bóng đèn nào mà nó sáng như bóng đèn này luôn á. Sáng quải cả chỗ luôn. Mình sẽ kiếm cái nắp đập, nắp đậy chứ. Lộ, nắp đập gì? Cái nắp này đậy vừa không nữa. Không vừa luôn. Bóng đèn này loại gì mà nắp đậy như vừa đó. Như vậy là mình đã sửa được cái bóng đèn này theo cái cách mà không ngờ nổi luôn ha, quý vị. Cái bóng đèn này hoàn toàn không hư led ha, thì mình đã sửa lại được đó, là tạm thời mình đậy đỏ gì đi. Wow, ánh sáng kìa. Sáng một cái có thể nói là không tưởng tượng được luôn. Ngon ngon. Mình thì đi chơi chai gặp cái nắp này mình lụm hết trơn à. Để đó biết một. Thường có cái câu là một ngày nào đó nó sẽ đó là hữu dụng. Và lúc này nó hữu dụng thiệt rồi nè. Rồi vừa qua thì mình đã sửa cái bóng đèn này cách là nói này lại. Đón dự đoán và làm được ha. Đó. Rất ok nha bóng đèn nè. Rồi thân chào quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong các lần sửa bóng đèn tiếp theo của mình. Bye bye.